ông chủ KFC, khởi nghiệp ở tuổi 65 qua 1009 lần thất bại để trở thành triệu phú. Làm giàu từ kinh doanh, xin chào các bạn. Câu chuyện về thành công trong kinh doanh của Holland Sanders, ông chủ của KFC, là một bằng chứng về sức mạnh của nghị lực, kiên trì, tham vọng, thì dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể đem lại thành công, bất kể tuổi tác. Holland Sanders sinh năm 1890, mất năm 1980. Từ nhỏ đã là một cậu bé giàu nghị lực, vốn xuất thân từ một gia đình nghèo, mồ côi cha từ bé, ông phải làm nhiều việc để kiếm sống, như giúp việc ở trang trại, lái tàu, trở thành lính cứu hỏa, bán bảo hiểm và nhiều công việc khác nữa. Vào năm 40 tuổi, sau nhiều thăng trầm, ông mới bắt đầu gắn bó với công việc nấu nướng mà ông yêu thích. Đó là một quầy thức ăn đặt tại trạm xăng của khu phố Corbin. Với các sáng kiến của mình, quán ăn của ông ngày càng đông, món ăn của quán dần trở thành món đặc trưng của bang Kentucky. Tuy nhiên, vào năm 1950, sự xuống dốc của nền kinh tế và một số điều kiện không may khác đã đưa Sanders vào con đường phá sản ở tuổi 60. Ông phải bán lại cơ nghiệp với số tiền chỉ vừa đủ để đóng thuế, với gia tài duy nhất còn lại chỉ là tờ séc 105 USD tiền trợ cấp xã hội. Ở tuổi 60, cái tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi và ảnh hưởng tuổi già, Holland Sanders một lần nữa va phải thất bại to lớn, tưởng chừng làm ngã quỵ bất cứ trái tim mạnh mẽ nào. Nhưng như để chứng minh với cuộc đời, một lần nữa, ông làm lại từ đầu với việc sáng tạo thêm công thức gà rán mới. Ông kiên trì gõ cửa từng gia đình, từng cửa hàng và chủ tài chế biến món gà theo công thức mới này ngay trước mắt họ để mời chào cộng tác. Và phải sau 1009 lần bị từ chối, ông mới nhận được cái gật đầu lần đầu tiên. Cứ kiên trì như vậy, đến năm 1964, ở tuổi 75, ông đã có tới hơn 600 cửa hàng nhượng quyền kinh doanh gà rán thương hiệu của mình. Sau khi bán chuỗi cửa hàng của mình giá 2 triệu USD, cụ Sanders tiếp tục là đại sứ của KFC, Kentucky Fried Chicken Corporation, và được xếp hạng là một trong hai người nổi tiếng được nhận diện nhiều nhất trên thế giới. Ngày nay, KFC là hệ thống nhà hàng phục vụ gà rán thành công và nổi tiếng thế giới với hơn 10.000 nhà hàng tại 92 quốc gia. Bạn nghĩ sao về câu chuyện thành công của ông tổ gà rán KFC? Câu chuyện về Holland Sanders đã truyền cảm hứng rất lớn đến những ai muốn khởi sự và thành công trên con đường kinh doanh của mình. Trên con đường đó, không tránh khỏi sự nghiệt ngã, sự thất bại, nhưng dù ở bất cứ lứa tuổi nào, tinh thần cầu tiến, thái độ nghiêm túc và sự kiên trì cũng sẽ đem lại thành công rực rỡ ở phía sau. Còn bạn, bạn đang ở ngưỡng tuổi nào của cuộc đời? Bạn đã gặp phải những khó khăn gì và cách mà bạn thực hiện hóa ước mơ của bạn như thế nào? Sau khi video này kết thúc, hãy chia sẻ cùng Làm Giàu Từ Kinh Doanh ở bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share, đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ xem đầu tiên, See First, để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.